Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin mới nhất, chính xác nhất luôn được chúng tôi cập nhật để chuyển tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đề xuất nâng từ 1 đến 4 tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội. Bộ Giáo dục và Đào tạo nói lý do cộng điểm lớp 10 cho con cán bộ cách mạng trước năm 1945. Chính phủ đề xuất nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan quân đội cấp úy, cấp tá lên từ 1 đến 4 năm để được hưởng mức lương tối đa theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Nội dung nêu trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 8. Đề xuất nâng tuổi phục vụ của thiếu tá từ 48 lên 52, trung tá từ 51 lên 54, thượng tá từ 54 lên 56, đại tá từ 57 đối với nam và 55 đối với nữ lên 58. Cấp tướng vẫn giữ nguyên tuổi phục vụ là 60 đối với nam, còn nữ tăng từ 55 lên 60. Theo dự luật, khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 5 năm. Sĩ quan là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, chuyên khoa 2, dược sĩ, chuyên khoa 2, tổng công trình sư, nhà khoa học đồng ngành, sĩ quan được đào tạo chuyên sâu, đặc thù hoặc trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn theo quy định của Bộ trưởng Quốc phòng. Sĩ quan dự bị cũng được đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu. Cấp úy, sĩ quan dự bị tăng từ 51 lên 53 tuổi, thiếu tá từ 53 lên 55 tuổi, trung tá từ 56 lên 57 tuổi, thượng tá từ 57 lên 59, đại tá từ 60 lên 61. Cấp tướng giữ nguyên mức 63. Đối với chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp xã, hạn tuổi phục vụ cao nhất được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Chính phủ cũng đề xuất sĩ quan được xét thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn khi chiến đấu lập chiến công xuất sắc hoặc trong công tác nghiên cứu khoa học được tặng huân chương. Sĩ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn trần quân hàm của chức vụ từ 2 bậc trở lên cũng được xem xét thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn. Dự thảo luật đề xuất cấp quân hàm đại tướng số lượng không quá 3, bao gồm các chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, quân hàm Thượng tướng và Đô đốc Hải quân không quá 14, gồm Thứ trưởng Quốc phòng, Đô đốc Hải quân, Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Giám đốc Chính ủy Học viện Quốc phòng. Chức vụ, chức danh có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân, Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân có số lượng không quá 398. Theo dự thảo, sĩ quan quân đội biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Sĩ quan quân đội biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng hoặc tương đương có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, được phê chuẩn giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng. Như vậy, tổng số cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng vẫn giữ nguyên như luật hiện hành tối đa là 415. Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam vào ngày 28 tháng 10 và sau đó đại biểu thảo luận tại hội trường ngày 5 tháng 11. Dự án luật này sẽ được biểu quyết thông qua vào kỳ họp giữa năm 2025. Trước đó, cử tri các tỉnh Thái Bình, Hà Tĩnh và Hà Nam kiến nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi một số nội dung tại Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam để đảm bảo quyền lợi cho sĩ quan. Nguyên nhân là theo luật hiện hành, sĩ quan cấp úy, tá trong quân đội có độ tuổi nghỉ hưu thấp hơn sĩ quan công an 3 đến 5 tuổi. Thiếu tá, trung tá nghỉ công tác ở tuổi 48-50 khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 35 năm nên không được nhận đủ lương hưu 75%. Cử tri cũng kiến nghị rút ngắn thời gian xét thăng quân hàm, bổ sung chính sách về nhà ở, ưu đãi về nhà ở xã hội, nhà ở công vụ đối với lực lượng sĩ quan tại ngũ. Bộ Quốc phòng sau đó đã có văn bản trả lời cho biết Bộ đang tổng kết thực hiện luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam từ trung cấp đoàn và tương đương trở lên cấp bộ. Hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đã được xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội xem xét. Dự thảo bổ sung chức vụ cơ bản của sĩ quan và nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan để
sĩ quan cấp thiếu tá, trung tá khi nghỉ hưu cơ bản được hưởng mức lương tối đa theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Dự luật cũng hướng đến khắc phục những vướng mắc bất cập trong thực tiễn về chế độ, chính sách về nhà ở đối với sĩ quan, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với hệ thống pháp luật và tính chất nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt. Tuổi phục vụ tại ngũ là hạn tuổi phục vụ cao nhất theo cấp bậc quân hàm của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, được quy định tại Luật Sĩ quan và Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và nhân viên quốc phòng. Hiện nay, đối với sĩ quan, tuổi phục vụ tại ngũ được thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Luật Sĩ quan, cấp úy là 46, thiếu tá là 48, trung tá là 51, thượng tá 54, đại tá là 57 đối với nam và 55 đối với nữ, cấp tướng nam 60, nữ 55 tuổi. Đề xuất cộng điểm vào lớp 10 cho con của người hoạt động cách mạng trước năm 1945 nhằm không bỏ sót thí sinh đáng được hưởng ưu tiên theo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cách đây vài năm, công bố dự thảo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ba nhóm thí sinh được cộng 1 đến 2 điểm ưu tiên trong tuyển sinh vào lớp 10, gồm con em của các gia đình chính sách có công với cách mạng là người dân tộc thiểu số hoặc sống và học tập tại các vùng đặc biệt khó khăn, trong đó thí sinh được cộng 2 điểm mức cao nhất nếu là con của người hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945. Nội dung này sau đó được thảo luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn. Nhiều người cho rằng đề xuất này thiếu thực tế vì người hoạt động cách mạng trước năm 1945 cho đến nay đã ngoài 90 tuổi, trong khi học sinh thi lớp 10 là 15 tuổi. Tối ngày 25 tháng 10, đại diện Ban soạn thảo thông tư của Bộ cho biết chính sách này áp dụng cho cả con đẻ và con nuôi hợp pháp của cán bộ cách mạng. Đề xuất này căn cứ theo Nghị định 131/2021 của Chính phủ về ưu đãi người có công với cách mạng, chẳng hạn người có tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi nhưng 70 đến 80 tuổi mới nhận con nuôi. Chúng tôi đã tính toán kỹ trong quá trình soạn thảo và cho rằng vẫn có khả năng nói trên nên đưa vào để không bỏ sót người đáng được hưởng chế độ ưu tiên, đại diện của Bộ nói. Năm 2025 là năm lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới trung học cơ sở. Theo dự thảo của Bộ, ba phương thức tuyển sinh lớp 10 gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển do địa phương chọn. Riêng với thi tuyển, Bộ dự kiến gồm toán, ngữ, văn và môn thi thứ ba. Môn này do Sở Giáo dục và Đào tạo, trường đại học, cấp trung học phổ thông lựa chọn, thay đổi hàng năm từ các môn ngoại ngữ 1, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, công nghệ, thông tin. Bộ cũng quy định rõ 3 mức cộng điểm 1, 1,5 và 2 cho 3 nhóm thí sinh ưu tiên, trong đó quy định hiện hành cho phép địa phương quyết định. Dự thảo đang được lấy ý kiến, Bộ dự kiến ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trước ngày 31 tháng 12, áp dụng từ năm học mới.